Chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Chí Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Văn Tân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban đảng và các sở ban ngành trong tỉnh. Hội nghị đã nghe lãnh đạo 4 nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021, báo cáo công tác từ đầu năm 2019, việc triển khai các đề án đáng chú ý trong lĩnh vực phát triển du lịch, hạ tầng giao thông, công tác về thể chế 4.0 và phát triển nguồn nhân lực, nhóm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nhóm công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, tập trung đôn đốc các dự án tiền khả thi cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài, dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chân Thành Đức Hòa, dự án sửa chữa cải tạo quốc lộ 22B, dự án cao tốc Gò Dầu Sa Mát, dự án tưới tiêu khu vực phía tây sông Dàm Cỏ Đông. Báo cáo của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh cũng cho biết, kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo năm 2019 là xây dựng trục liên thông của tỉnh để liên thông một số cơ sở dữ liệu hiện có của tỉnh nhằm tạo kho dữ liệu dùng chung, xây dựng các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng chính quyền số. Xây dựng đề án chuyển đổi số của tỉnh khi chính phủ ban hành đề án chuyển đổi số quốc gia trong năm 2019, xây dựng khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh phiên bản 2.0. Trên lĩnh vực phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực, báo cáo hoạt động ghi nhận việc công bố và triển khai thực hiện quy hoạch 1/500 khu lễ hội và tâm linh của khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, hỗ trợ nhà đầu tư các thủ tục pháp lý để xây dựng công trình mở rộng mặt bằng chùa Bà, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án cáp treo và các công trình phụ trợ của công ty cổ phần Mặt trời Tây Ninh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân lưu ý các nhóm cần tập trung giải quyết thủ tục hồ sơ cho các đề án tiền khả thi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, các nhóm đột phá giải pháp cần nỗ lực hoàn thành các dự án và đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chuỗi liên kết giá trị sản phẩm, chú trọng dự án phát triển quy hoạch khu du lịch Núi Bà Đen. Riêng ngành y tế cần thực hiện quyết liệt thực hiện dự án tăng cường năng lực và chất lượng khám chữa bệnh, cung ứng nguồn y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Lao Tây Ninh có nhiều kết quả khả quan.